Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian OCR 3300, một dòng xe đạp thể thao đến từ thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu gọi là dòng quốc dân trong xe đạp thể thao về thị trường Việt Nam rồi. Thương hiệu Gian, kể cả những người mà chưa tiếp cận xe đạp thể thao nhiều thì cũng rất là quen thuộc với cái thương hiệu này. Một thương hiệu đi nó rất là lành. Đấy, thì hôm nay về một chiếc xe đạp bãi của Gian, model OCR 3300, chiếc xe đua khung nhôm và được sử dụng bộ chuyển động của Shimano thương hiệu Nhật. Toàn bộ xe là nguyên zin, cầu nguyên zin nguyên bản hết. Khung là khung nhôm. Đấy, và được sử dụng công nghệ nhôm Alu-X độc quyền của Gian, một công nghệ nhôm siêu nhẹ và cực kỳ là bền. Do là đã qua quá trình sử dụng và xe bãi nhập khẩu về nên là khung khiếc sơn là không còn được đẹp, nên là đã xuất hiện những cái vết xước do quá trình sử dụng và là xe bãi. Sử dụng bộ group của Shimano, một cái dòng phụ tùng của Nhật rất là nổi tiếng. Với đây là 8 tầng lip, 1, 2, 3, 8 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Vành nhôm 2 lớp, vành nhôm 2 lớp có hơi cao bản khoảng 2 phân, rất là đẹp. Tay nguyên zin, zin nguyên bản tay của Gian theo xe. Bộ phanh 3 mảnh, phanh 3 mảnh, yên zin, cọc yên zin. Chi tiết phốt tăng, bi đông cũng là zin luôn các bác nhé. Tay bấm, tay lắc Shimano. Và bên này là mắt của Tiagra. Đây là bộ tay lắc Tiagra. Bên này là Shimano. Đây, trước cũng nguyên zin theo xe các bác nhé. Cái mức giá rất là rẻ, chỉ có là đang bán tại hàng chỉ có là 6.800.000 một chiếc xe đạp để cho các bác đi tập thể dục, rèn luyện thể thao sức khỏe hàng ngày rất là tốt. Chúng sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe là size S cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Động vẫn còn rất là ngon. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá thì có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.